Đây, trời ơi, treo lâu lắm luôn các bạn ơi. Mình không biết là mình có nên thử thách này hay không, nhưng mà mình sẽ thử cho bạn xem ha. Mình sẽ treo hết full 14 tiếng luôn để xem coi mình sẽ nhận được những phần quà gì, đúng không? Như game nè, tiền nè, trái quỷ hay là mấy cái item gì không các bạn, đúng không? Tại trong này đâu có ghi là rớt rớt đâu có gì đâu, đúng không bạn không? Đó, chỉ có ghi là nè, các bạn khi mà chơi á, thì có cơ hội lấy được trái quỷ Legend. Mà trái quỷ Legend cũng khá là gọi là ngon lành trong tựa game này nhé các bạn. Đây các bạn nhìn nha, trái Legend trong này chỉ có hình như là duy nhất có 3 trái thôi. Các bạn nhìn nè, đó các bạn thấy chưa, chỉ có 3 trái Legend thôi. Ôi, căng lắm nha các bạn, chứ không phải dễ ra đâu nha. Đấy, rồi, thì bây giờ là mình treo thử nha, coi có ra được trái Legend nữa không. Sẵn mình cho bạn thấy luôn tất cả các rương là mình sẽ được những gì nhé các bạn. Và sẵn mình sẽ đề cập cho bạn là cái thời gian mà tựa game này sẽ ra mắt cho các bạn. Đây thì bạn nào mà có join cái Discord của tựa game này á, thì các bạn sẽ biết được cái thông tin và thời gian ra liền nhé bạn. Thì sẵn bạn nào nếu mà không có join thì bây giờ mình sẽ thông báo cho tất cả bạn luôn ha. Rồi, thì đây là cái Discord của admin nha các bạn. Đây, admin đây. Đây các bạn thấy đọc ha. Thì tựa game này chuẩn bị phát hành trong vòng 27 tiếng nữa nha bạn. Cái đó là hôm qua. Nhưng mà hiện tại là còn 8 tiếng nữa là sẽ ra mắt tựa game này rồi nha các bạn. Rất là xịn luôn nha các bạn. Ờ, các bạn mong chờ ha. Thì nếu mà thông tin chính xác rồi cái nhiều bạn nói ha, thì đây chính là cái bản như là bản update của tựa game Pro Project Network thôi nha các bạn. Đó. Thì theo như dịch là vậy nha các bạn, thì cái bản gốc á thì cái game gốc á tên là Project Network. Thì mình nghĩ là cái bản này giống như là bản update đó bạn. Update của cái bản update gọi là hơi bị ngầu, hơi bị xịn đúng không bạn, ra gear 4 có gear 5 luôn mà thôi đúng không? Đó thì trong 8 tiếng nữa là sẽ tựa game này sẽ ra mắt, thì mình cùng với các bạn mong chờ thử xem coi vô cày liền nha các bạn đúng không các bạn. Đó chắc phải update các bạn đúng không, update thì mình nghĩ chắc mình phải vô từ game Project New World, mình phải cày lại từ đầu nha các bạn đúng không. Nhưng không sao, thì sẵn thì mình sẽ gọi là mình sẽ review cho bạn những trái quỷ trước đúng không. Có gì là bạn nào mà thấy trái quỷ này mạnh nè hay trái quỷ này ngon thì các bạn có thể ưu tiên xài thử nha các bạn đúng không, xài trước luôn. Rồi thì bây giờ là hiện tại là mình nói lát hồi là mình cũng được tải ba cái rương nè các bạn đúng không. Đó, ba rương, rương đầu tiên thì các bạn sẽ được tiền, rương thứ hai mình nhớ không làm sẽ được game các bạn. Đúng rồi bạn ơi, auto là vậy nha bạn, hai cái rương đầu tiên là một rương là tiền, một rương là game. Cái rương thứ ba là gì mình không biết. Ồ, rương thứ ba là các bạn sẽ được một trái quỷ bình thường nha các bạn. Đó. Còn mấy cái rương này thì mình chưa có biết, bây giờ mình sẽ treo thử 13 tiếng mà mình thử trải nghiệm cho bạn xem nha các bạn. Cái gì đây? Cái chớp, nhìn là biết luôn nha các bạn. Cái chớp của Buggy á. Rồi, treo thôi. Nha bạn, thì trong khi lúc mà mình làm gì mình treo các bạn, đã mình treo thời gian thì có một bạn xài thử cái con khủng long kìa các bạn. Ui. Ôi mẹ, ôi nhảy được luôn kìa. Lúc đầu mình tưởng đây là trái khủng long nha bạn, nhưng không phải, đây là cái đồ cưỡi thôi nha bạn. Trời ơi, đồ game này làm đẹp quá. Thì như mình nói đó, thì trong vòng hồi nãy là admin ghi là còn 8 tiếng nữa đúng không các bạn. Nhưng mà lúc đó là admin đang lúc 10 giờ các bạn, nên hiện tại bây giờ hình như là tầm còn cỡ 2 3 tiếng nữa nha bạn. Đó 3 4 tiếng gì nữa, tầm 3 tiếng các bạn, đó là sẽ ra mắt cái tựa game này rồi. Mà không phải gọi là ra mắt nữa bạn, như kiểu như tựa game gốc là Project Network đúng không? Đây giống như gọi là update thôi bạn, update thôi các bạn, update mới của cái tựa game Project Network các bạn. Đó thì bạn thấy chưa? Hiện tại mình treo gần full hết rồi. Mà mình thấy một bạn này cưỡi khủng long đẹp quá các bạn ơi. Ui, tựa game long đẹp, đây là thú cưỡi rồi nha các bạn. Đây đây chỉ là thú cưỡi thôi nha, không phải là trái khủng long nha. Lúc đầu mình cứ tưởng nhầm là cái trái dinosaur nhưng mà không phải nha bạn, đây là chỉ là đầu cưỡi thôi. Ủa bạn không? Nhìn đẹp ha. Ui, nhìn xịn thiệt luôn á, không biết mua ở đâu. Thì mình thấy là cái như cái bỏ Robux ra mua các bạn. Hình như là 3.999 Robux các bạn là vừa có cái trái của Luffy các bạn, đó trái Gumo với lại con khủng long này các bạn. Phải không? Đẹp ha. Nhảy 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 cửa được luôn á. Đây, mình bật cho bạn vô store cho bạn xem nha. Đây các bạn ghé xuống dưới nè, hình như là cái phần cuối này các bạn. Đó. Ghi 4 nè bạn. Ghi 4 nè. À đây đây khủng long mau nè bạn. Đây cái đồ cưỡi khủng long, trời ơi 600 Robux. Ui à, 600 Robux nha các bạn. Để các bạn có thể cưỡi được con khủng long nó đi vòng vòng xịn ha. Thôi. Đẹp thì có chứ, cứ tưởng là trái quỷ dinosaur. Nếu nếu mà làm trái quỷ dinosaur như vậy vẫn là rất là đẹp rồi đúng không các bạn? Nhưng mà đây chỉ là cái đồ cưỡi thôi. Ồ, thuyền ngay, chỗ thuyền ngay 600 Robux luôn. Mắc dữ vậy. Ủa nhìn khủng long nè. Ôi xịn quá bạn ơi. Bắt gặp được đại gia. Ui, ngon. Hiện tại là mình đã treo đủ 14 tiếng đồng hồ nha bạn. Ôi à, treo mà ngủ ngủ tới sáng luôn nha các bạn, treo mà ngủ tới sáng luôn á, quá là lâu luôn. Rồi các bạn thấy nha, thì giao diện giống như các bạn thấy hơi giao diện hình ảnh nè thì đã thay đổi nha các bạn thấy không, đó thay đổi nha các bạn, giống như tựa game này admin cứ update lên tự các bạn. Rồi tiếp tục nha các bạn, đầu tiên là tiền bảy nha, các bạn sẽ được hên xui tiền như là cỡ chắc 10.000 tiền trở xuống á. Hồi nãy mình được 4.000 mấy đúng không các bạn, bây giờ mình còn có 1.300, tiếp theo là game chắc chắn rồi nha. Thứ ba sẽ là trái quỷ nha các bạn, trái quỷ màu trắng á, hồi nãy các bạn thấy rồi đúng không, trái quỷ màu trắng. Thì hiện tại là các bạn nhớ treo, nhớ lưu ý cho mình nha, tổng cộng là còn 40 phút nữa là reset, mà các bạn không nhận kịp á là các bạn sẽ treo lại từ đầu nha bạn, hơi cực á. Rồi thứ bốn là gì? Ồ
một lần ra đâm tọc nha các bạn, một lần ra đâm tọc. Ớ gì mình bấm lộn đâu vậy, hai lần ra đâm tọc gì mình bấm lộn đâu, à bấm lộn cái hộp vàng ở dưới nha bạn, cái hộp vàng dưới đó là sẽ được hai lần ra đâm tọc rồi. Cái này là sẽ cái hộp cuối cùng bên này là sẽ được 24 game nha bạn, chứ mình nghĩ này cũng game quá ha. Ủa một rừng trời gì ta, reset ngon vậy. Ủa các bạn treo này, các bạn không cần tốn tiền Robux để các bạn mua game pass luôn nha các bạn, không cần tốn gì hết luôn, các bạn chỉ cần treo thôi là có nha các bạn, thấy không? Vừa random tộc nè, vừa random reset star nè, trời ơi ngon quá trời ngon ha. Rồi hai hộp cuối cùng mình đi vòng vòng cho hên nha các bạn, coi có ra được cái trái quỷ legend hay không nha các bạn, đúng không? Đó, tại vì hên xui các bạn, có hên xui là tỷ lệ là legend thôi, nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ nhận được epic cho lên nha các bạn. Đó nè các bạn yên tâm ha. Nhưng mà admin làm treo vậy lâu quá bạn ơi, 14 tiếng đồng hồ là đúng không? Mà 24 tiếng đã reset rồi, reset ngày rồi mà 14 tiếng thì 14 tiếng treo lâu lắm bạn đúng không? U, mình được trái Yamamoot nè bạn. Đó, một trái tàng hình. Đi vào một trái Yamamoot để mình ăn trái Yamamoot vô, mình review cho bạn xem ha. Đó, để mình ăn trái Yamamoot vô. Đó, nhồng vô. Để xem trái Yamamoot trong tự game mình làm đẹp như thế nào các bạn. Rồi, review thử luôn. Đó, còn hộp này. Nhận một cho 25 game. Ngon nha. Quá trời ngon luôn bạn. Rồi, cuối cùng ra trái laser không? Bấm. Trời ơi, trái epic nha các bạn, trái đó là trái epic thôi. Hơi xu, có tỷ lệ là legend thôi nhá các bạn, chứ không thể nào mà 100% là legend đúng ha. Ủa chứ Mira cũng được nha các bạn, đúng không? Nếu mà Mira thì cũng được. Ổn, rồi cất vô ba lô. Đây, mình review cho bạn trái Mammoth trước đi ha. Đó, để coi trái Mira tầm bao nhiêu nha các bạn, tầm bao nhiêu Robux. Nó nằm ở hàng nào. Rồi để coi trái Mira nha các bạn. Ủa Mira trời ơi, 1899 các bạn ơi, 1900 Robux. Mắc vãi luôn, ngon luôn mắc nha các bạn, mắc lắm á. Ngon hơn trái Gomu. Ngon ở đây là mắc tiền hơn thôi nha các bạn, chứ mình thấy Gomu có ghi 4 giật ngon hơn. Nhưng mà mình nghĩ ghi 4 bỏ tiền đó. Ôi trời ơi, các bạn nhìn con voi kìa. Con voi này giống giống cũng khá là giống chắc hạn hán nha các bạn đúng không? Chắc hạn hán trong phim ấy. Cũng khá là giống luôn. Ồ có khi giống quá, sợ dính bản quyền các bạn ơi, đẹp quá. Hỏi không, có cái vòi nè, quánh được luôn. Thấy cái vòi quánh được nè. Hay ha. Nhưng mà cái đam cũng không có nhiều nha các bạn, đánh thường bằng cái vòi cũng không có đam nhiều lắm. Đó. Rồi sợ chiêu nha các bạn, chiêu vết nha. Chiêu vết là mình sẽ đập cái vòi xuống. Đó. Ngàn mấy đam nha các bạn, tại hai hít là 3200 thì tầm 1600 đam các bạn. Rồi, cái chiêu vết này là đầu rụt 1700 đam. Thôi chứ nhìn chiêu quen các bạn. Đúng không? Hơi giống bên kinh chút. Đó, cái chiêu này cũng tông tới nữa các bạn thấy không? Cũng hơi giống chút ha. Thì có 3 chiêu quánh thôi à, còn chiêu còn lại là biến hình rồi. Nhưng mà được một cái là hình dáng với lại cách di chuyển các bạn của cái trái của cái trái vô muốn này cũng đẹp ha. Rồi. Chắc mình rồi và mình cho bạn thấy được ha, mình thu thập được những gì được ha. Trái mà mút, trái tàng hình với lại trái Mira và một đống game với lại một đống đồ nha các bạn. Rồi thôi mình nghĩ kết thúc đây nha. Hẹn lại các bạn những clip lần sau nhé. Bye bye. Ấy chà 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 chà. Hãy bấm like và subscribe cho mình đi nhớ. Cục bóc mới của mình đó chính là 180k sub nha các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm cho mình một like subscribe nhanh tay đi nào. Nói thiệt nha. Thì các bạn hãy bấm like và subscribe đi, thật sự luôn. Các bạn sẽ nhiều may mắn và cực kỳ đẹp trai và đẹp gái luôn đấy. Tin mình đi, thật đó.